mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định số 2529 về việc thành lập cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong với tổng diện tích 5,5 ha tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Theo tiến độ, quý 4 năm 2022, chủ đầu tư phải đưa dự án vào khai thác vận hành. Thế nhưng đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh lại phải ban hành quyết định số 1578 để điều chỉnh kéo dài thời hạn kết thúc đầu tư dự án tại quyết định số 2529. Vậy đâu là nguyên nhân? Đây là ông Vũ Đức Vượng, thương binh kháng chiến chống Mỹ ở thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Ông là một trong số 31 gia đình của thôn có diện tích đất cần giải phóng mặt bằng bàn giao cho dự án cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong. Nhận thức sâu sắc được lợi ích xây dựng cụm công nghiệp làng nghề này chính là nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cho khu dân cư, tạo điều kiện cho con cháu phát triển nghề mộc truyền thống lâu bền. Nên ông là người đầu tiên của xã nhận 420 triệu đồng và bàn giao 1.200 m2 đất lúa cho dự án. 7 thôn thì đều như vậy, là có thôn nào cũng có nghề mộc rất là bụi bặm mà bà con phản ánh rất nhiều, vì trong đất trong làng thì rất chặt, thế mà đường đi rồi là ấy các thứ là phun bụi ra ngoài này rất là bụi bặm, và như vậy nước thải thì cũng gây ô nhiễm. Thì qua ý kiến trên và như vậy là làng nghề về thì như vậy dự án về thì chúng tôi cũng nhất trí và tuyên truyền bà con cùng như vậy là khu vực được giải tỏa thì là cũng động viên nhau để như vậy nhận tiền như vậy đợt đầu để làm sao cho nhanh chóng dự án được triển khai. Theo số liệu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Mỹ Hào, thì từ tháng 12 năm 2020, thị xã đã phối hợp với địa phương triển khai thu hồi đất thực hiện dự án. Tất cả các bước giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đều được thực hiện công khai, đúng quy trình. Kết quả đã có 25 trên 31 hộ đồng ý ký tờ khai và biên bản kiểm kê. Đến thời điểm này đã có 21 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Hiện còn 4 hộ đã ký biên bản kiểm kê nhưng chưa nhận tiền và 6 hộ chưa ký tờ khai biên bản. Đáng chú ý, trong 6 hộ này có 2 hộ đang đi làm tại tỉnh Bình Phước nên cũng gây ra nhiều khó khăn cho địa phương và Ban Quản lý Dự án thị xã. Chúng tôi đã dùng nhiều cái biện pháp để có nắm được cái thông tin nơi ở và cũng đã có 3 lần chúng tôi đã chuyển giấy mời vào các hộ gia đình này, mục đích để mời gia đình về để cùng bàn bạc, thống nhất và tuyên truyền vận động để gia đình hiểu được vị trí vai trò của việc phát triển kinh tế đối với làng nghề mộc xã Hòa Phong theo cái cụm công nghiệp làng nghề, để gia đình chấp thuận và đồng thời là sẽ thực hiện cái việc bàn giao đất và chấp thuận nhận tiền đền bù thu hồi đất. Chúng tôi sẽ làm cái báo cáo gửi ủy ban thị xã và trình các phòng chuyên môn để thực hiện cái bước kiểm đếm bắt buộc. Và tiếp theo nữa thì nếu hai hộ tiếp tục không hợp tác thì chúng tôi sẽ làm cái cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cuối cùng sẽ là cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 1578 ngày 28 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì thời hạn thực hiện đầu tư dự án sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2024 để đưa dự án vào khai thác. Thời gian đến hạn này không còn nhiều, đòi hỏi Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào và các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền xã Hòa Phong cần có biện pháp quyết liệt hơn để công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong sớm hoàn thành để chủ đầu tư có mặt bằng triển khai xây dựng hạ tầng dự án. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc công tác giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong gặp khó khăn thì tại thôn Phúc Miếu của địa phương này, hàng chục hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến hàng trăm mét vuông đất thổ cư để mở rộng đường làng. Xưởng mộc với 6 lao động này của anh Kiên đã hoạt động ổn định khoảng 10 năm nay. Xưởng có mặt tiền 22 mét dài, tổng diện tích gần 300 mét vuông. Với đặc thù sản xuất mộc dân dụng nên diện tích cần để chứa gỗ nguyên liệu thành phẩm chưa xuất bán là rất lớn, với 300 mét vuông hiện có là chưa đủ. Thế nhưng khi xã Hòa Phong triển khai dự án cải tạo mở rộng tuyến đường trục thôn Phúc Miếu chạy qua mặt xưởng của mình, anh Kiên đã không ngần ngại tháo dỡ công trình, lùi nhà xưởng lại để hiến gần 10 mét vuông đất cho làng mở rộng đường. Địa phương phát động hiến đất làm đường
thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí mở rộng đường làng ngõ xóm cho nó đẹp. Dãy đường này thì đến 95-97% là bà con ủng hộ, và còn một số người còn đang kiến nghị coi như là địa phương hỗ trợ kinh phí. Thì tôi cũng phát biểu vào hội trường cái này thì thực chất ra là địa phương cũng nói là không có kinh phí hỗ trợ về hỗ trợ mặt bằng, nhưng người dân tự tháo dỡ thì cá nhân tôi cũng tự tháo dỡ. Từ những nhân tố tiêu biểu như anh Kiên, cộng với cách tuyên truyền vận động có lý, có tình của cấp ủy chi bộ thôn nên dự án đang triển khai khá thuận lợi. Chúng là cũng có khó khăn của nó, nhưng mà chúng tôi dần dần từng bước là chúng tôi gặp gỡ động viên, thì nói chung người ta tự giác, không đó là người ta còn dỡ tường rồi dỡ hàng rào rồi cắt mái tôn những thứ để đảm bảo cái việc chung của làng xây dựng cái cảnh quan của nông thôn. Đơn vị thi công bắt đầu đang thi công gọi được 50% cái tuyến đường rồi đào rãnh rồi. Được biết, dự án cải tạo mở rộng đường trục thôn Phúc Miếu có chiều dài 400m, thiết kế mặt rộng 5,5m trải thảm nhựa áp phan, có rãnh thoát nước kín hai bên. Với sự đồng thuận của 29 hộ dân bên đường nên mặt bằng đã giải phóng xong, bàn giao cho nhà thầu thi công. Tuyến đường này hoàn thành sẽ góp phần nâng cao tiêu chí để Hòa Phong sớm về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.